đọc sách xin chào quý bạn đọc. Hôm nay, cùng bạn đọc sách sẽ mang đến cho mọi người một cuốn sách được coi là kinh điển của văn học đương đại Ba Lan, đã liên tiếp là top bestseller trong nhiều năm ở Ba Lan và đã được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau. Kể từ khi ra mắt năm 2001 cho đến bây giờ, sức nóng của cuốn sách vẫn không hạ nhiệt khi được nhiều độc giả trên khắp thế giới đón đọc nồng nhiệt. Đó là tác phẩm Cô đơn trên mạng của Janice Leon Wisniewski. Cuốn sách được tác giả mở đầu bằng một vụ tự tử không thành. Từ đó, diễn tiến cứ quặn xoắn lại với các tuyến nhân vật đan cài vào nhau. Cuốn sách kể về anh, một nhà khoa học máy tính trẻ sở hữu chỉ số IQ cao và một tâm hồn như một chuỗi ADN xoắn kép ATGX. Tưởng chừng như có một cuộc sống mỹ mãn, cuộc sống của anh sẽ tràn ngập trong hạnh phúc nếu như định mệnh để cho anh và mối tình đầu được ở bên nhau mãi mãi. Natalia là món quà tuyệt diệu nhất mà cuộc đời này đã ban tặng cho anh. Cô là một cô gái câm, nhưng cô có một nội tâm sâu sắc và phong phú. Tình yêu không tiếng nói của Natalia đã dạy cho anh biết thứ ngôn ngữ, đã giúp cho anh khám phá ra phần tươi đẹp nhất của cuộc sống và có cái nhìn về thế giới cao cả hẳn lên. Cuộc đời này quả thật lắm chữ ngờ và số phận thật khéo trêu ngươi khi đã mang Natalia đến như một món quà, và rồi cũng chính số phận đã cướp cô khỏi tay anh và mang người con gái anh yêu rời xa anh mãi mãi. Lúc sống, Natalia đã chiếm giữ cả trái tim anh. Khi chết đi, cô đã mang đi một nửa tâm hồn anh. Sau cái chết của Natalia, thế giới của anh như đã sụp đổ. Anh đã bị lên cơn hen suyễn, tâm trí rơi vào trầm cảm. Để xoa dịu nỗi đau mất mát, anh dành hết thời gian cho việc đọc sách. Anh đã đọc quên hết ngày đêm như anh đã nói. Đọc sách là cách để băng bó vết thương. Và anh càng thu mình vào cái thế giới trước kia đã nhỏ, giờ lại càng nhỏ hơn. Hơn hết, anh đã trở thành một kẻ cô đơn. Cô, một người phụ nữ xinh đẹp với màu mắt thay đổi tùy theo tâm trạng. Cô sống cùng một người chồng giàu có bị mắc chứng nghiện công việc. Cho dù lúc về nhà, anh ta cũng luôn nghĩ đến những hợp đồng thiết kế mà anh đang làm. Tình yêu mà anh dành cho cô đã nguội lạnh từ lâu. Cô cũng giống như bao người phụ nữ khác, mong muốn sự yêu thương, chiều chuộng từ người đàn ông của cuộc đời mình. Và cô cũng là một kẻ cô đơn. Cuối những năm 90 là thời kỳ đầu của sự phát triển mạng Internet. Theo đó, ICQ đã ra đời là công cụ giúp mọi người kết nối với nhau trên Internet. Cô đã lên ICQ tìm một người ẩn danh để cô chia sẻ những điều bất như ý trong cuộc sống. Ở nơi đây, cô đã gặp anh. Internet đã mang hai kẻ cô đơn ấy lấp vào những khoảng trống của nhau trong tâm hồn. Họ gặp nhau trên ICQ mỗi ngày. Họ trò chuyện với nhau về mọi thứ, từ gen học đến khoa học máy tính, âm nhạc, sự suy thoái của triết học cho đến những tâm tư tình cảm sâu kín nhất. Dần dần, họ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương. Họ quyến luyến nhau khi ngày cuối tuần đến và mong chờ tuần mới bắt đầu để họ được gặp nhau trên chiếc máy tính văn phòng. Bên nhau đủ lâu, họ khao khát sự hiện hữu của người kia trong thế giới của mình. Thỉnh thoảng, họ gửi cho nhau những món đồ khẳng định sự hiện hữu của nhau. Đôi lúc, họ đặt pizza mang về văn phòng, ngồi bên máy tính cùng nhau ăn. Có khi họ mở những bài nhạc mà người kia thích để cùng nhau thưởng thức. Đối với anh, đã lâu rồi anh mới có lại cái cảm giác yêu một ai đó. Anh muốn cô chỉ là của mình. Anh muốn cô nghĩ đến anh mỗi khi cô chọn son môi, nước hoa. Anh biết rằng cô không phải chỉ dành riêng anh, nhưng anh vẫn thấy ghen mỗi khi nhìn thấy những bức ảnh cô sánh bước bên chồng trong các sự kiện. Còn cô, ngọn lửa tình đã tắt trong trái tim cô, giờ đây lại bùng cháy mạnh mẽ. Các phần trong con người cô trở nên mâu thuẫn. Trái tim cô khẳng định tình cảm cô dành cho anh, phần bản ngã ra sức ngăn cản cô. Trái tim cô đã chiến thắng. Internet chỉ là ảo, đó chỉ là nơi giao tiếp của những con chữ, không thể là nơi cho những ái ân mặn nồng. Họ quyết định bước ra khỏi thế giới ảo, cho thôi sự mong mỏi không nguôi mà trái tim đang gào thét. Họ đã hẹn gặp nhau ở nơi Paris hoa lệ. Trong những ngày ngắn ngủi ấy, họ đã trao cho nhau một thứ tình cảm thật dịu dàng và nồng thắm. Có lẽ đó chính là những ngày đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của họ. Cứ ngỡ đây sẽ là một khúc ca cho một cái kết đẹp, nhưng không, một kết thúc bất ngờ để lại những tiếc nuối, những đau đớn, những suy nghĩ trong lòng người đọc. Cuốn sách cũng là những câu chuyện của những kẻ cô đơn khác, như chuyện tình điên rồ giữa Jim, một kẻ buôn bán ma túy, và Kim,
con gái của một nhà giải phẫu nổi tiếng hay chuyện tình giữa một trà sứ và một nữ tu. Bên cạnh đó là sự hiểu biết của tác giả về gen học, về công nghệ thông tin và nhiều lĩnh vực khác. Nội tâm các nhân vật được phát họa tương đối phức tạp, tất cả đan quyện vào nhau tạo nên một bức tranh với màu sắc rất riêng. Đọc xong cuốn sách, sự tiếc nuối, sự xót xa có lẽ sẽ tràn ngập trong tâm trí bạn, nhưng câu chuyện chắc chắn vẫn sẽ là một câu chuyện đẹp, mang lại cho chúng ta cảm giác choáng váng như đang trong một cơn say nắng nhẹ. Xin hẹn gặp quý bạn đọc lần sau trong những tác phẩm khác trên kênh Cùng Bạn Đọc Sách.